Hello, Lan chào cả nhà. Sáng nay Lan chuẩn bị làm xíu mại ăn chung với bánh mì nha. Thì ở đây Lan có mua 1 kg thịt heo xay sẵn nha bà con ở Khâu, 5 trái cà Thomas, 1 củ tỏi, củ hành. Còn cái này là cà mà cà loại mình nấu đồ ăn đó bà con. Đây, nói là gì cà này nè. Nó không có chua gì mấy nha, chua ít thôi không nhiều. Đó, ăn chung với bánh mì thì ở đây có ngò, ngò rí, hành, củ hành, hành lá. Rồi Lan mời bà con vào bếp với Lan. Bữa nay làm món là bánh mì xíu mại ăn. Bữa nay Lan làm món bánh mì xíu mại ăn ở nhà với Lan đem xuống cho con gái ăn nữa nha. Nên làm nhiều tới 1 kg thịt lên bà con. Rồi mời cả nhà vào bếp với Lan. Trước tiên Lan xắt củ hành nha. Lan xắt nửa củ tím, nửa củ trắng nha. Củ tím thì nó ít quá. Lan sắc hột lựu nha. Rồi mình sắc nó lại gì là nó thành hột lựu rồi bà con. Nhanh nữa. 1 củ hành tím thì ít quá nên ta Lan đổi qua cái hành này cho nó nhiều, cái nửa củ bự nè. Vào đây nha. Rồi bây giờ đang lột tỏi nha. Rồi đang lột tỏi rồi nha. Bây giờ để cho nó vô đây mình đi xay nó cái nha. Xay để đây có làm gì mình cũng có sẵn đó. Rồi đang đi xay đó. Rồi sau khi đang xay xong rồi nha. Bây giờ đó chừng nào mình nấu mình múc nó ra. Để nó đây. Rồi cà Lan rửa xong rồi giờ Lan sắc nó. Lan cũng sắc nó hột lựu vậy đó bà con. Lan sắc nó hột lựu nha. Đó mình sắc nó hột lựu vậy thôi. Nhầm người ta không thích ăn hột thì người ta bỏ hột, nhưng bà con Lan thì Lan ăn hột luôn nha, không có sao. Thấy cũng ăn cũng đâu có gì đâu. Nhầm người ta bỏ hộp. Tải hết 5 trái luôn nha. Bỏ cái cùi nữa. Rồi sắc xong 5 trái cà nha bà con. Đó. Để vô. Bây giờ đầu Lan đi ốp thịt. Dĩa bự luôn rồi. Bỏ phần nửa củ hành vô. Bỏ tỏi xay vô 1 muỗng nha. Lan để 1 muỗng muối nha. Lan để 2 muỗng đường nha bà con, 2 muỗng đường, 1 chút xíu bột ngọt. Lan để 1 miếng nước mắm vô. Lan để tiêu vô nha, tiêu Lan để vô cho nó thơm. Rồi bây giờ Lan nhồi nó, cho nó đều. Rồi bây giờ nó chảo nó nóng rồi, đang để dầu ăn vô nha. Cái muỗng này nhỏ lắm bà con, để chừng 3 muỗng thôi. Rồi Lan để tỏi vô nha. Rồi Lan để tỏi vô mình cho nó thơm cho. Không cần vàng quá nha, cho nó thơm mơi lên được rồi. Bắt đầu Lan để củ hành vô. Mình xào củ hành lên cho nó vừa thơm chút được rồi cô. Không cần mà nó vàng luôn nha. Đó. Vậy là được rồi, Lan để cà vô luôn.
xào lên. Rồi, đang để tương cà vô luôn nha. Cái này nó có bán trong hộp giấy đó bà con. Tại này là mua cái hũ sành cho nó có bán trong hộp giấy nha. Đầu làm nêm nếm vô nha. Để một muỗng đường. Cái này một ký thịt Lan để hai muỗng đường nha. Một muỗng cà phê muối. Nhỏ hơn muỗng cà phê nha bà con. Rồi Lan để một chút xíu bột ngọt. Nếu ai không ăn bột ngọt mình khỏi để nha. Mình đổi lại thành bột nêm. Lan xào lên. Cái này đang để nước vô nha, một đoạn vô. Nước nóng, nước sôi. Rồi đang để nước sôi vô thêm nữa. Cho mình cảm thấy nó sảnh sảnh với cái này nè bà con, đó vậy đó. Rồi bây giờ bắt đầu nó sôi lên Lan để thịt vô nha. Cái này Lan để hai muỗng bột nêm chay vô nha. Bột nêm này giống như rau cải bà con. Đang gọi cho nó đều thôi. Rồi thịt đó thì ai muốn giò viên thì giò nha. Lan thì mình lấy cái muỗng cái Lan làm sơn gì là được rồi, không có cần giò nó lâu lắm bà con ơi. Đó gì nè, cái Lan mình bóp sơ lại vậy là nó được rồi nha, không có cần giò nó đâu, lâu lắm. Cái này cho nó nhanh chút xíu nha chị em, để nguyên một thao này biết. Lan tắt máy đằng nắng nha. Rần xong rồi nha bà con. Đó. Thấy gì chứ cũng nhanh lắm. Cuối cùng đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình nấu riêu cho nó thấm nha. Nói chung còn nêm nếm á, chua nhiều á, chua ít ha mà ha là ngọt hay sao á, mặn lạt rồi sao thì tùy theo khẩu vị gia đình bà con đi nha. Đó, gia đình Lan thì ăn cái này hơi thích thôi, có vị hơi chua chua ngọt ngọt á, nó ngon. Đó, giờ Lan nấu thêm chút nữa. Hello, chào cả nhà. Lan đã làm xong một nồi xíu mại ăn với bánh mì nha. Rồi nhìn ngon dập dẫn không bà con. Nguyên một chảo luôn nè bà con ơi, mà kêu bằng cái nồi bỏ tay luôn rồi. Hello, chào cả nhà. Bữa nay Lan làm xong một cái chảo xíu mại nha. Chút xíu nữa Lan đem xuống cho con gái Lan ăn với trai ở nhà nó thích lắm. Đó. Làm xong rồi bây giờ chuẩn bị chút xíu nữa đi xuống nhận gái nha. Đó, thôi Lan cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan, thật cảm ơn. Lan mến chúc bà con ngày mới vui vẻ. Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Xin chào, bye bye.